Võ Thần Chúa Tể chương 5230, Minh Nguyệt Nữ Đế, là hắn, tuyệt đối là hắn, thế giới này dám xưng là u minh nhân chỉ có hắn, nghĩ đến một người, thác bạc tổ tiên không khỏi cả người run rẩy đứng lên, thác bạc tiện bối, người này đến tột cùng là ai? Một bên, nhìn đến thác bạc tổ tiên biểu tình, ám u phủ chủ nhịn không được hỏi, minh giới vị kia. Thác bạc tổ tiên rung giọng nói, minh giới, ám u phủ chủ cả đám ngẩn ra nghe đồn minh giới tứ cực đại đế trong có một vị đại đế liền tên là u minh đại đế người này chấp chưởng minh giới vô số cường giả là minh giới chưởng khống người một trong chưởng quản minh giới vô tận lãnh thổ quốc gia đây chính là nhất tôn chân chính đại lão thác bạc tổ tiên run rẩy nói minh giới chính là này phiến vũ trụ hải một cái cực kỳ đặc thù biên giới cả vũ trụ hải cường giả một khi ngã xuống liền đô hội tiến vào đến minh giới bên trong trở thành minh giới sinh linh cho nên nói thân là minh giới trưởng khống người một trong u minh đại đế ở cả vũ trụ hải trong uy danh cũng không người bình thường có thể sánh được như vậy cường giả liền một lời có thể giải quyết vô số người sinh tử t nghe vậy ám u phủ chủ đám người đều bị thật hấp lãnh khí minh giới trưởng khống giả một trong chỉ là như vậy một cái tên liền đủ để cho bọn họ kinh hãi mà giờ phút này U Minh Đại Đế cũng đã muốn theo Tần Trần trong miệng biết được sự tình hết thảy, sắc mặt khẽ biến. U Minh Đại Đế nhìn về phía thập kiếp điện. Trầm giọng nói, thập kiếp điện đến từ vũ trụ hải tối nguyên thủy, ẩn chứa vũ trụ hải tối nguyên thủy quy tắc đại đạo, là sẽ không có được thâm uyên chi lực, nhưng là vật ấy từng tiến vào thâm uyên, rồi bị thâm uyên chi lực cuốn hút, để lại thâm uyên mọi cái, ấn ký này cổ ấn ký hội dừng lại ở thập kiếp điện thâm sử một khi có người tiến hành thập kiếp điện khảo nghiệm bị thập kiếp điện thừa nhận sẽ lặng yên tiến vào người khảo nghiệm trong cơ thể thay đổi khảo nghiệm người thân thể cùng linh hồn huyết mạch lệnh này trở thành thâm uyên nô lệ ở bất tri bất giác trong bị thâm uyên trưởng khống đáng tiếc này thâm uyên chi lực căn bản không biết ngươi chính là vị kia hậu nhân năm đó thâm uyên xâm lớn vũ trụ hải cả vũ trụ hải chư thiên chủng tộc đều không thể chống đỡ là vị kia ra tay mới nói đến này u minh đại đế đột nhiên nhìn mắt tần trần không có tiếp tục nói tiếp hắn trầm giọng nói bất quá tuy rằng nguyên ngăn cản thâm nguyên chi lực xâm lấn nhưng lấy ngươi hiện tại tu vi căn bản không thể hoàn toàn ngăn cản hết được thâm uyên chi lực ăn mòn cho nên của ngươi trên người như trước hội lưu lại một tia thâm uyên khí tức sau này ở vũ trụ hải hành tẩu sợ là hội ngộ đến một ít phiền toái lúc này tần trần lại vô tình nghe u minh đại đế giảng giải thâm uyên một ít chuyện mà là lo lắng nhìn hắn nói tiền bối tư tư nàng ngươi đừng vội u minh đại đế đi vào trận tư tư mấy người phụ cận cảm giác mấy người trên người khí tức nghi hoặc nói ngươi là vị nào truyền nhân có thể ngăn cản trụ thâm uyên chi lực còn có thể lý giải nhưng các nàng mấy người trên người cũng cuốn hút được thâm uyên chi lực vì sao hội không có việc gì. U Minh Đại Đế thần thức cảm giác ra, đột nhiên quanh một tiếng, theo tư tư mấy người trên người nhanh chóng quanh quẩn đi ra một cổ đặc thù khí tức, này cổ hơi thở vừa xuất hiện. U Minh Đại Đế bổn nguyên khí tức nhanh chóng sóng gió nổi lên, cả người thiếu chút nữa trong nháy mắt hỏng mất, đây là. U Minh Đại Đế thật hấp lãnh khí, cả người như tị rắn rết, nhanh chóng lui về phía sau, mẫu thân, tầng trận lại là ngẩn ra, bởi vì này cổ khí tức cùng hắn mẫu thân tầng nguyệt trì khí tức cực kỳ cùng loại đúng rồi lúc trước ở sơ thủy vũ trụ mẫu thân từng cải tạo qua tư tư các nàng thân thể lưu lại qua một ít lực lượng mẫu thân u minh đại đế nhìn về phía tầng trần làm như nghĩ tới cái gì sắc mặt mạnh biến đổi nguyên lai là vị kia lực lượng ta hiểu được bất quá này mấy người trong cơ thể vị kia lực lượng cũng không nhiều chỉ có thể bảo hộ này mấy người không thể làm cho các nàng hoàn toàn đối kháng thâm nguyên. Nhưng trước ngươi lời nói, vì kia lúc trước từng thay nguyên ngăn cản qua thâm nguyên chi lực, nàng trong cơ thể hẳn là còn có khác lực lượng. U Minh Đại Đế mắt đồng nháy mắt nhìn về phía tư tư, quanh một tiếng, một cổ khủng bố khí tức, ở tư tư trên người nhanh chóng bốc lên, này một cổ lực lượng mang theo vô tận âm lãnh chi lực, giống như một con dòi trên thân, trong nháy mắt cuốn quanh thượng U Minh Đại Đế bổn nguyên lực lượng, đúng là ở tan rã u minh đại đế khí tức tuy rằng tốc độ hòa tan cực kỳ chậm nhưng quả thực là đang hòa tan sức mạnh của u minh đại đế lực lượng minh nguyệt chi lực của nàng trong cơ thể như thế nào có minh nguyệt chi lực u minh đại đế đặng đặng lui về phía sau vẻ mặt khiếp sợ hoảng sợ nhìn về phía tư tư ngươi cùng minh nguyệt nữ đế đến tột cùng là cái gì quan hệ tần trần nhíu mày nhìn đến u minh đại đế minh nguyệt nữ đế vị này là ai tiền bối tần trần nhíu mày nói các ngươi cũng không biết u minh đại đế nhìn đến tần trần đám người trên mặt nghi hoặc biểu tình nháy mắt chỉ biết tần trần bọn họ hẳn là cũng không biết minh nguyệt nữ đế trầm giọng nói minh nguyệt nữ đế cùng ta giống nhau đồng dạng là minh giới tứ cực đại đế một trong hơn nữa vẫn là minh giới tứ cực đại đế đứng đầu khó trách nạn có thể chống cự được thâm uyên chi lực bùng nổ nếu nàng trong cơ thể có minh nguyệt nữ đế lực lượng vậy nói thông minh giới tứ cực đại đế đứng đầu tần trần đám người ngẩn ra tư tư khi nào thì cùng minh nguyệt nữ đế nhất lên quan hệ tiền bối tư tư nàng chưa bao giờ đi qua minh giới ngươi là không phải lầm không có sai u minh đại đế lắc đầu minh nguyệt người kia khí tức bổn tọa lại quen thuộc quá bổn tọa cùng nàng đấu như vậy nhiều năm nhận sai ai cũng không hội nhận sai của nàng khí tức hơn nữa nàng trong cơ thể không chỉ có là đơn giản có minh nguyệt nữ đế khí tức là trọng yếu hơn là có minh nguyệt nữ đế huyết mạch khí tức không thể tưởng được minh nguyệt nữ đế nàng thế nhưng còn lưu lại hậu nhân những lời này cũng làm cho tần trần bọn họ càng thêm sửng sốt chẳng lẽ nói trong phút chốc tần trần trong đầu nháy mắt nghĩ tới một cái có thể bởi vì tư tư ở sơ thủy vũ trụ còn có một thân phận hẳn là ma thần công chúa mẫu thân của nàng là ai nhưng vẫn không người biết nói như thế đến tư tư vô cùng có khả năng đó là ma thần cùng minh nguyệt nữ đế hậu nhân chính là năm đó ma thần công chúa hẳn là sinh ra từ sơ thủy vũ trụ hơn nữa lấy ma thần năm đó tu vi căn bản không có khả năng thân là minh giới tứ cực đại đế một trong minh nguyệt nữ đế có gì liên quan trong nháy mắt tần trần cùng tư tư đám người trong lòng tràn ngập nghi hoặc thậm chí hoài nghi u minh đại đế có phải hay không lầm tiền bối nếu chủ mẫu là minh nguyệt nữ đế truyền nhân kia nàng nhất định có biện pháp ổn thỏa đúng không? Lúc này hồng hoang tổ long vội vàng tiến lên mở miệng nói. Muốn cứu nàng, đích xác có hai cái biện pháp. U Minh Đại Đế nói, người thứ nhất chính là tìm được Đại Đế cấp cường giả, trấn áp nàng trong cơ thể thâm quyên chi lực. Đợi lát nữa ngươi đột phá tam trọng siêu thoát lúc sau, lợi dụng vĩnh hằng thần lôi chi lực, liền đem này một tia sót lại thâm quyên chi lực hoàn toàn yên diệt, tìm đến đỉnh cấp bảo vật, chữa trị của nàng bổ nguyên, như thế, nàng tự nhiên vô sự. Bạn đang nghe truyện tại Tán Tu, đừng quên đăng ký kênh và ủng hộ mình ly trà đá qua đường link ở dưới phần mô tả nhé, chúc bạn nghe truyện vui vẻ.